thì ngày hôm nay Việt giới thiệu mọi người một dòng máy quét mã vạch 1D cầm tay có dây LS2208 của hãng Zebra. Thì dòng máy quét này phù hợp với tất cả nhiều nhu cầu khác nhau trong bán lẻ, trong sản xuất, trong các siêu thị tiện lợi. Thì sau đây Việt và cùng mọi người sẽ cùng nhau mở hộp sản phẩm nhé. Sau đây Việt sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm LS2208. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy hết tất cả các phụ kiện của máy như đây nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi từng phần. Đầu tiên thì chắc chắn ta sẽ có dây cáp để kết nối với máy tính. Thứ hai là sách hướng dẫn. Và đây là hai phần của một cái giá đỡ của máy. Sau đây mình sẽ tiến hành lắp cái giá đỡ này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc là mở hộp sản phẩm để sẽ hoàn thành. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành quét thử tính năng đọc mã vạch của chiếc máy quét này. Rồi sau đây chúng ta sẽ tiến hành quét thử chiếc máy quét mã vạch LS2208. Thì đối với chiếc máy quét này mình có hai cách để quét ha. Có thể sử dụng cầm tay như thế này. Và chúng ta chỉnh vào mã và chúng ta quét. Hoặc là chúng ta hay để máy xuống như thế này. Và chúng ta đưa mã vạch vào máy. Như vậy là chúng ta sẽ thấy được sự tiện lợi của cái chiếc máy quét LS2208 này. Chúng ta có thể cầm tay hoặc là có thể là để lên cái giá và quét rất là thuận tiện. Việt xin kết thúc cái demo của cái máy quét LS2208 ở đây. Như vậy là vừa rồi Việt đã cùng với mọi người mở hộp sản phẩm và cũng như là quét thử cái tính năng quét mã vạch 1D của chiếc máy quét mã vạch LS2208 của hãng Zebra này. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là có nhu cầu muốn mua máy thì hãy liên hệ qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào các đường link ở bên dưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp mọi người ở các video sau. Tạm biệt.